Người coi ta làm thịt người đây. Mọi người biết tại sao tôi lén là lén lút như vậy không? What? Không phải tôi đi ăn trộm đâu, mà là tôi đang đi mua hàng online. Đây, điện thoại. Nghĩ sao cái điện thoại mua 100 triệu mà nó nhạc như vậy đó, anh em coi được á. Alo, à, bên shop chị VV phải không chị? Chị nghĩ sao em mua chị có 2 món đồ à? Chị nói chị sẽ khuyến mãi em thêm 2 món nữa, rồi chị tặng gì thêm 2 món free ship, 2 món thì combo, 2 món gì là tổng cộng 10 món. Mà tới bây giờ 1 tháng trời rồi tôi chưa nhận được một món nào hết trơn. Chị làm ăn mua bán gì được hả? Bây giờ chị đang ở đâu? Tôi phải tới, tôi gặp chị, tôi nói chuyện liền đây nè. Lẹ lẹ lẹ. Cúp máy luôn rồi. Hãy đi kiếm bà mới được. Yeah. Cha nội khách hàng sáng sớm rồi thấy muốn đốt phong long rồi đó. Ủa mà mình đâu có đem giấy đâu đốt phong long ta. Có lá cây nè. Môi trường thân thiện với thiên nhiên đồ đó đó. Hôm nay bà Ba sẽ giới thiệu tất cả những món hàng Ba bán cho mọi người. Đó là một lốc Pepsi, bếp ơ vậy đó. Mọi người thấy hơn một lốc luôn đó. Yeah. Uống nhiều mà đó, đó. Ừ. Chết cha đổ rồi. Thôi kệ xíu xíu lại. Ai mà muốn uống sữa Milo đó, đó để tăng chiều cao thì cũng có luôn nha. Có sữa Nutri Food luôn. Đây, mọi người muốn ăn cá kho thì mọi người có thể bà Ba cũng bán kèm combo cá kho với lại sốt phô mai luôn đó. Rồi chuối đồ luôn, nói chung là mình cứ bỏ vô mình nấu đây. Ở đây thì mình có thêm chocobite nữa mọi người, nói chung là banner hết. Nếu ủng hộ bây nha, số điện thoại hotline là 01010110. Cực kỳ thuyết phục. Alo. Alo, nghe chưa? Trời đất ơi, làm cái gì mà sáng giờ tôi gọi bác máy vậy? Bà tính trốn tôi phải không? Bà đang ở đâu? Bây giờ bà đang ở đâu? Cái gì? Ở công viên hả? Thì em đang bán công viên nè. Tại anh biết sao không, em buôn bán lớn lắm. Có bữa thì em bán gầm cầu nè, rồi có bữa em bán trên xe bus á. Nhưng mà dạo này gầm cầu nó dột quá, nơi mưa dữ quá nên em chuyển ra công viên cho nó mát mẻ mùa hè. Công viên á, công viên anh cứ đi thẳng là thấy nhiều xe chạy lắm anh. Công viên nào? Trời, công viên nó bự như vậy bà nói gì sao tôi biết, tôi kiếp trời. Ủa anh không biết luôn hả? Dạ, để em hỏi anh ta rồi em bán anh nha. Cái gì cô? Anh biết công viên này là công viên nào không? Để tôi đâu có biết đâu, sáng giờ tôi đi đòi nợ. Bà bán đồ của tôi, bà trốn đâu, tôi không gặp bà nữa, tôi bực bội quá, bà chị đừng có hỏi tôi nữa. Alo, alo, alo. Ủa vụ gì dữ vậy anh? Sao tự nhiên cấp máy rồi, chắc điện thoại hết tiền hay gì rồi? Trời đất ơi, bà nội là bà vô gì vậy chị? Mà sáng giờ nha, anh với em giống nhau ghê, gặp tại người âm binh của mà. Sáng giờ em gặp cái ông khách hàng hả? Hay chưa gì chứ sáng sớm chửi tao quá trời luôn à. Trời ơi, còn tôi tức quá, cái bà bán đồ online tôi, bà không giao tôi, bà cứ kiếm hại tôi hoài, bây giờ bà nói ở công viên nữa. Ồ, đây là ở đâu? Công viên à, em bán online rồi. Ủa, gì hả? Bán online hả? Ủa, nhưng mà shop của chị tên gì vậy? À, shop em là tên là VV đó anh. VV! Bà V tiếp chi? Mới sáng sớm gặp con chim bảy màu rồi. Người coi ta làm thịt người đây. Bây giờ chị khỏi cần giao hàng, chị khỏi cần bán hàng nữa, tôi chỉ cần đi về thôi. Mới bánh lộn sao đi về chị? Giờ ngồi đây cho nó mát mẻ mùa hè. Mát gì nãy giờ bà cũng chết luôn. Ủa, nhưng mà ở công viên này á, sao tôi thấy có mấy cái thùng xanh xanh là cái gì vậy ta? Ghét mà anh đây, em có bán mà anh. Đúng là bán hàng online cái gì cũng bán. Cái gì gọi bán? Cái gì yêu? 50 nghìn. Trời ơi, xíu 50 ngàn. Cái gì vậy? Kiếp ít liên là thằng này nó đi đánh cá trên đây hả? Cái gì vậy bà nội? Cái thùng cát đi đánh cá gì hôm nay? Ủa, vậy chứ kiếp ít liên là cái gì? Trời đất ơi, ăn mặc sang trọng, công tử công ơ mà tiếng Anh gì dốt vậy? Trời ơi, bà không hiểu gì trơn. Tại ngày xưa tôi phải nghỉ học sớm, tôi đi làm lúa, làm mướn. Tôi mới có tiền, tôi giàu vậy nè. Nhưng mà học thì tôi dốt luôn nè. Không bằng con nhỏ bán hàng online ngoài đường luôn à. Chứ khi chỉ anh thì
đơn giản. Trời ơi, gọi hamburger gì nói lại đi, dễ mà. Dễ hả? Nói chung là hôm nay em muốn ăn hamburger theo cấp độ. Hả? Theo cấp độ là sao? Là bình dân, hảo hạng và thượng hạng. Hảo hạng và thượng hạng. Hả? Ủa, bình dân là có nghĩa là nó là rẻ tiền nhất rồi, cái tới hảo hạng là cái tiền vừa vừa. Đúng rồi, cái thượng hạng là mắc tiền nhất. Dạ, đúng rồi, mắc tiền nhất luôn. À, vậy là anh sẽ ăn cái bình dân chứ nha nữ. Ủa, ủa, vậy em ăn cái nào? Em ăn hảo hạng rồi, thượng hạng luôn rồi. Trời ơi, vậy thôi cái thượng hạng hai đứa chia ăn đi. Trời, hamburger, bình dân là có cái mì nó ghi chữ đại lý, có cái giấy gói vậy đó. Trời ơi, đây bình dân, đúng bình dân luôn. Cái bánh hâm, ủa, cái hamburger sao nhìn như cái bánh tiêu vậy? Thì nó nhiều nên như bánh tiêu ạ. Cái hamburger này chỉ giá nhiêu vậy bà? À, hamburger này chỉ giá là 15k mọi người. Ăn đi học được rồi, trời ơi, bình thường sáng hay đi học ăn nhẹ vô lắm thôi. Trời ơi, cái hamburger bình dân nè, là nó có hai cái trứng nè. À, có hai trứng à. Có tương ớt nè. Ủa sao hamburger có pate nữa hả? Em thấy có pate ở đây nữa nè. Ủa lạ quá. Thì bình dân mà phải có pate cho nó ngon. Ờ, mà em thấy này hamburger sao giống ta làm bánh mì quá vậy anh? Đúng rồi. Ừ, vậy là cái tiệm hamburger này á là cái tiệm bán bánh mì luôn. Ủa, rồi nó bán thêm hamburger. À, rồi nó chét ba tê hamburger luôn à. Nhìn hơi lạ nha bà nội. Ừ. Ừ. Được, được, được. Ngon. Ngon hả? Ừ. Vậy anh gái ăn hết luôn nha anh ơi. Không, ăn thiệt á. Trứng á mà với thịt nè. Tôi biết ba tê kết hợp lại ngon lắm. Công nhận bình dân 15k mà rất là ngon nha mọi người. Yeah. Bởi vì nó bình dân mà đang ngon rồi. Bây giờ tôi phải ăn thử coi cái hảo hạng nó ngon cỡ nào. Yeah. Đây là hamburger hảo hạng nha mọi người. Đó, thì đó là bà V mua hamburger hảo hạng ở Lóc Pangea này. Lóc Pangea là chuyên bán gà đó, mình sẽ ăn hamburger gà đó. Lóc Pangea là chuyên cũng hamburger luôn. Ủa vậy hả, chuyên hamburger? Ừ. Sao nó bị lần ngược vậy? Ủa ngược hả? Tại vì lật lại. Ê, bà V bán ăn hamburger gà lạ quá vậy ta? Đúng rồi, nguyên một miếng gà khổng lồ luôn mọi người, quá rẻ luôn. Thì cái trị giá của hamburger này là 68k nha. Ồ, 68k gì là gấp 4 lần cái bình dân của tôi rồi. Đúng rồi, gấp 4 lần cái bình dân thì mình sẽ được ăn một cái hamburger gà siêu xịn sò. Lạ ha, hồi nào giờ có hamburger bò với trứng nữa, xúc xích rồi, tự nhiên có hamburger gà nữa. Đó, thì ở trong đây á là nó sẽ có một cái bánh hamburger nè, với lại có thêm rau xà lách với lại một miếng gà khổng lồ luôn nha mọi người. Ủa, sao miếng gà nó làm đẹp rét giống miếng cá vậy bên? Ồ, hồi đó mà có hamburger cá mà anh, nhưng mà hả, nói chung là có rất là nhiều loại hamburger. Bà V là có biết một loại hamburger rất là lạ luôn, đó là hamburger gan ngọc. Hình như cái hamburger đó tới 1 triệu lận anh. Nhưng mà ở ngoài Hà Nội mới bán thôi. Bà V mua trong Nam không có, nên tôi có thể quay cho mọi người xem được. Đây, thì bây giờ V sẽ ăn thử ha. Yeah. Ngon quá. Chưa cắn tới hamburger ăn miếng gà chứ. Trời, đúng là hảo hạng có khác. Chưa tới cái miếng hamburger mọi người. À, gà rất là giòn, mềm và thơm luôn. Anh thấy cái bánh của cái hảo hạng nhìn nó cũng đẹp hơn cái bánh tiêu của anh nữa. Đúng rồi, hình như là cái bánh hảo hạng nó ít thột mè hơn anh. Với lại cái chất bánh đó thì bên đây nó chiên vàng đều hơn. Ờ, nhìn nó phồng phồng đẹp quá ha. Còn cái bên này 15 gram trên nhìn nó bấy nhầy luôn. Không, nói chung thì cũng ổn. Nếu mà mọi người thường xuyên đi học á thì có thể ăn cái bánh này để mình tạm với lớp thôi. Yeah. Khi nào mà mình đi chơi vậy thì ăn cơm. Ăn cơm. À, thì ra mày chọn cái chết. Đây, bây giờ bà bé sang thử, nãy giờ tào lao hơi nhiều à. Trời ơi, tập trung coi em ăn nè. Trời, đang cho con Mon ăn. Ừ, cái bánh này, nãy giờ bự lắm, giờ còn xíu vậy hả? Nãy giờ tụi nó ăn hết rồi hả? Đó, bây giờ bà bé sẽ cắn thử, trời ơi, miếng gà chung với bánh cho mọi người. À, cắn cái mỏ bà bé chút xíu. Trời ơi, cắn cái mỏ nè, cái mỏ luôn á. Ui, bánh đường hạng rồi. Cái miếng gà nó còn bự hơn cái bánh nữa. Thì hảo hạng thôi. Cái của tôi nãy biết chút xíu nặng trong mà. Ở đây thì cái bánh nó nha, rất là mềm. Thì trời. Bữa ké miếng đi. À, ở đây thì cái bánh rất là mềm, còn ở phía trong là gà. Trời, kết hợp hòa quyện là đỉnh cao luôn. Cái này thử nè, anh thử. Ôi. Anh thử đi, phê lắm anh đó ơi. Trời ơi, con gà nè. Lẹ, bà nào, trời ơi. Sao anh cắn được miếng bự hay vậy? Tao miệng anh bự. Bây giờ tôi ăn cái này là tôi thấy nó lại ngon hơn cái bình dân. Tất nhiên rồi, bà nói gấp 4 lần tiền của người ta mà sao không ngon hơn. Tại vì gà nóng à. Đúng rồi, gà rất là nóng. Trứng ăn nguội rồi. Có thêm da gà giòn nè. Ừ, đúng rồi, thơm. Có cái bánh này ngon nữa. Ừ, có thêm thịt lách nữa, rất là ngon. Đúng rồi, đỉnh cao luôn. Yeah. Con Mon xin rồi bà Vê, cho miếng bà Vê. Ok đó, bây giờ bà Vê sẽ cho Mon miếng gà với lại bánh cho mọi người. Trời, bự vậy sao nhỏ ăn nổi. Mon ơi nè ơi. Nè, cho mọi đứa miếng đi. Đây, cho nè nè. Bà nói anh em lại, ủa sao nó ăn vậy? Xạo sự ghê. Ủa anh, cái hamburger của em nó hết rồi. Oh no.
Tôi mới ăn có hai cái mà thấy no quá à. No hả? Ờ bà có thấy no không? No. Ờ thôi mấy no bây giờ đi vô nghỉ ngơi đi ha. Rồi em buồn ngủ nữa. Vô. Ủa sao được ta? Ủa tôi vô rồi hả? Cái bánh bự khổng lồ này ai ăn? Tính dụ em hả? Dễ gì? Wow, đây là phần hấp dẫn nhất bà V sẽ review cho mọi người xem nha. Ở đây là bà V mua một cái bánh hamburger khổng lồ ở Burger King luôn đó. Trời ơi, cái này là trị giá 200 ngàn á. Đúng rồi, 200k một cái bánh hamburger đó mọi người. Thì nó có tặng kèm cho mình khoai tây chiên nè, một lon Coca-Cola với lại một ly sữa Milo đó. Trời ơi, xịn quá vậy. Ăn hamburger mà được tặng một ly sữa nữa. Dạ, có ly sữa Milo của Burger King đó, này thấy ghê chưa. Rồi tặng khoai tây nữa. Vậy mới ghê. Ôi, đúng là thượng hạng mà. Trời ơi, bây giờ thử con có. Cái bánh hamburger thường hạng bự vậy. Trời ơi, nó khổng lồ vậy. Ủa mà cái mặt của tôi luôn rồi sao ạ? Ủa nhưng mà em để ý nha, hồi nãy á là ha, anh nhớ cái tờ giấy mà để gói cái bánh hamburger bình dân không? Nó rất là mỏng. Ờ, nó như tờ giấy báo vậy đó. Rồi, còn cái này hả, tờ giấy nó rất là dày với mọi người mà nó kiểu là nó dẻo dai đó nha. Ơi vi, cái giấy này là mình lấy mình chùi miệng được luôn đó. Cái này thấm dầu xong mà anh chùi lên mỏ anh như không vậy? Không, mình chùi mặt ngoài nè. Mặt ngoài. Nè, anh muốn chùi không? Đó, chùi đi. Ơi, hamburger mà ăn với bò là đúng đỉnh luôn á. Đúng rồi. Hồi nãy mình mới ăn hamburger trứng với lại hamburger gà thôi. Bây giờ là chuẩn bị hamburger là hamburger bò nữa nha mọi người. Chuẩn hamburger là phải ăn với bò. Má làm gì vậy anh? Trời đất ơi, cái tên tội phạm kia. Này, nó lấy cái miếng chùa nổi của anh kìa. À, ở đây là người ta có cho mình những cái sốt nữa mọi người. Ở đây là có sốt tương ớt và sốt tương cà. Qua thì bây giờ bà V sẽ khui thử cái hamburger của mình nha mọi người. Đó, đầu tiên thì nó sẽ có một miếng bánh hamburger bự là bự ở phía ngoài. Miếng gì vậy? Hình như này là miếng thịt xông khói anh ơi. Sao nhìn giống miếng xá xíu vậy? Đó, đây là miếng thịt xông khói nha mọi người. Ở đây còn có thêm lon salad đó. Trời, đúng là burger thượng hạng. Ủa, có cà nữa. Cà chua nữa nè, đây. Burger thượng hạng có nhiều món trong đây quá vậy. Đúng rồi, còn leo có dưa leo nữa. Đó, bà V sẽ cho mọi người xem ha. Đây, cái phần này là cái phần mà phôn thai của mình nè mọi người. Đó, nó tan chảy chung với lại cái nước sốt của thịt á. Đó, còn đây là hai miếng bò khổng lồ luôn. Trời ơi, hai miếng bò chung với hai miếng xà lách và phô mai rồi nhiều quá vậy. Đi ăn đi, ăn đi. Thôi, bây giờ bà V sẽ ủa gì vậy anh? Rồi, mình chế lên cái gì nè, đó. Ủa hả? Ở bên này mình ăn luôn. Ok, đã. Nè, ở bên nước ngoài ta ăn á, là ta bỏ thêm khoai tây lên gì nữa nè. Đó, gọi về đậy lên ăn đi. Rồi cạp sao hết mà cái mỏ ai vậy? Đúng rồi, burger thượng hạng mà mình ăn phải ăn như vậy, ăn luôn là no chắc bụng luôn. Anh ăn trước đi anh. Đúng là con trai của ta. Con ăn sai với cái hamburger khổng lồ này. Oh, no. Trời ơi, này bự quá. Bự lắm. Này cầm chắc nặng hết 1 ký rồi đó. Cầm hai tay mới vừa luôn mọi người. Wow. Béo không? Cái thịt bò này là nó nướng lên. Đúng rồi, thịt bò nướng lên nè. Hàng chi, ăn thơm như là bò lá lốt vậy đó. Vậy hả? Còn có thêm á hả, hòa quyện thêm một chút phô mai nữa. Đây, bà V sẽ cắn thử cái phần mà nó có phô mai ở đây với bò nha mọi người. Thế mà ngon thiệt, công nhận cái bò này ngon quá. Ăn bò mới tốt vậy hả? Thôi, không quá à. Đúng nè, chuẩn thiệt tại vì hả, bên cái cửa hàng này chuyên bán hamburger luôn. Wow, trời ơi mọi người thấy nè, bò mà xếp lớp rất là nhiều luôn nha. Đúng là chuẩn hamburger 200k. Trời ơi, ăn cái có thêm cái mùi thơm của thịt nướng nữa. Đúng rồi, thơm quá. Thịt xông khói á. Ê, chùi tôi với. Ngon quá à. Trời ơi, trời, cái này mà một người ăn nửa cái chắc no tới chiều luôn á. Chứ đừng nói chỉ ăn một cái thôi. Tới mai luôn. Quá trời luôn, coi thịt đó nè. Ngoài ra có thể trắng thêm khoai tây kèm nữa nha. Đó, bà V có chép một miếng lên, tôi gói đây. Thơm quá mọi người. Ủa, thịt miếng Milo. Đúng rồi. Được tặng ly Milo mà mọi người. Ôi, nói chung là cái vị Milo này rất là béo thơm luôn. Cái này giống như là con đường mòn nè. Cái này là cái viền bò. Cái con đường đi lên trên đồi núi. Ê, xí em có cách ăn khác anh ơi. Bình thường á hả, em mới ăn bánh, ví dụ ngán quá thì mình lấy nguyên miếng bò mình ăn luôn đây nè. Trời ơi, ăn khôn lắm. Đó, thịt với bò nha mọi người. Trời ơi, bác ăn làm như ăn xiên nướng BBQ vậy. Ủa gì chứ bà ăn gì rồi giờ sao tôi ăn? Ủa vậy hả? Nói chung á là hả, bà Bê đánh giá tất nhiên á là burger thượng hạng sẽ ngon nhất. Tại cái burger hảo hạng đó là mắc nhất mà. Đúng rồi, mắc nhất là phải ngon nhất thôi mọi người, tiền nào của đó. Cái mắc nhất mà dở nhất thì ai ăn? Bớt bớt nhưng mà đây nói chung thì chắc bà Bê và anh Đức cũng xin kết thúc clip tại đây luôn ha. Nếu mọi người có thích clip này á thì nhớ cho hai bé một like và một subscribe nè. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi hai tôi clip nữa. Và đừng quên là các bạn hãy bấm nha mọi người, miễn bạn thành vi đó, các bạn để
cái burger bự gì ăn gì hết. À, ai biết anh, nãy anh mua mà, thì em ăn cho có vị thôi, còn anh tự chiến đi, không biết đâu mà chưa.